Thịt gì đây mà dai quá à nè. Này. Thịt bò. Trời đất ơi. Ăn lẩu nha mọi người. Lẩu chua cay nhà làm nè, ngon lắm. Bánh mì nè, bò kho nè, nhà làm luôn nè, bò rau nè, rau muống nè, con bí nè, nấm, đồng nấm kim châm nè, cái đó là gì mà bồn 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 bồn, ăn với bún nè. Ngoại ăn ngon không ngoại? Tôm tôm rồi, tấm lẩu nè. Bà ngoại mình ăn nè. Tôm rồi. Ăn chả vô ngoại. Hả? Ăn chả vô. Nè bà ngoại mình 94 tuổi rồi. Đang ăn lẩu chua cay nè. Sôi quá trời. Rồi bỏ nhất cho. Mời mọi người ăn cùng gia đình mình nha. Ồ em mình nó đang má mình đang chân bún.